Xin chào toàn thể anh chị em yêu cây trồng nước. Hôm nay rất là vinh dự cho câu lạc bộ Long Hưng Hà chúng tôi được kênh nghệ thuật bonsai về đây để ghi hình trực tiếp 120 tác phẩm của câu lạc bộ Long Hưng Hà chúng tôi mang ra đây để tham dự đại hội đảng bộ huyện Hà. Thì thay mặt cho câu lạc bộ, chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả các anh chị em yêu cây trong cả nước cùng các nhà vườn ngày 20 dương lịch này thì là câu lạc bộ chúng tôi có mở cửa để đón chào tất cả anh em trong tỉnh và ngoài tỉnh và các nhà vườn về đây để tham quan giao lưu cùng câu lạc bộ của chúng tôi. Rất kính mong sự quan tâm của anh chị em trong cả nước. Thay mặt câu lạc bộ, tôi xin chúc toàn thể anh chị em chơi cây trong cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cảm ơn.